Xin chào các bạn, hôm nay Lộc sẽ chia sẻ với các bạn cách để đan găng tay như thế này. Găng tay thì nam nữ gì mình đều dùng được nhé. Mẫu này đây rất là ôm. Len Lộc sử dụng là len Alice Alpaca Twist. Ở đây là dùng cho kim 4, 5, kim đan nha các bạn. Nếu các bạn không có len giống của Lộc, các bạn có thể dùng Alice Alpaca Rosan cũng được. Cũng là cùng size kim là 4 và 5. Hoặc là các bạn có thể sử dụng bất cứ len nào các bạn có nhé. Cùng với lại cái size kim đan của Lộc. Các bạn lưu ý là các bạn dùng cùng size len thì cái số mũi mình khởi tạo và cái số mũi mình đan mới giống nhau nha các bạn. Kim đan là Lộc sử dụng loại kim hai đầu như thế này. 4,5 mm và 5,0 mm. Kim này Lộc hay sử dụng để đan nón, đan gân. Đây, mình đan nón nè. Đan nón, đan gân tay. Hoặc là các bạn sử dụng đan phần áo mà các bạn đan từ cổ, đan xuống tốt đao đó các bạn. Và các bạn để tạo kiểu vặn thừng thì các bạn sử dụng kim này rất là phù hợp. Đối với gân tay người lớn này thì đầu tiên các bạn bắt cho Lộc 40 mũi sử dụng que đan 4,5 mm nha các bạn. À, 40 mũi các bạn chia đều ra cho 3 que. Các bạn bắt được 40 mũi. Tiếp theo các bạn tiến hành đan. Mình sẽ đan là 2 mũi xuống, 2 mũi lên. Đây, các bạn đan. 1 2 mũi xuống, 2 mũi lên. Các bạn đang 2 mũi xuống, 2 mũi lên, 14 hàng nha các bạn. Rồi, các bạn cứ đang vòng tròn như vậy. Được 14 hàng thì các bạn ngừng nhé. Sau khi đan xong phần bo 14 hàng, chúng ta sẽ được như thế này. Rồi, các bạn sẽ thay qua kim 5,0 mm để mình đan nhé. Trước khi đan, Lộc sẽ nói sơ để cho các bạn dễ hình dung. Đó là chúng ta sẽ đan nè, lấy 2 mũi để làm phần ngón cái,
Sau đó các bạn sẽ đan hai mũi lên, mũi kiểu, hai mũi lên, mũi kiểu ở đây là 9 mũi, sau đó hai mũi lên, mũi kiểu, vặn thần hai, hai mũi lên, 9 mũi kiểu. Chúng ta sẽ tiến hành đan nhé. Đây các bạn sử dụng kim 5.0 nè. Rồi mình sẽ đan một mũi xuống nè. Đây là của ngón cái đó. Các bạn làm dấu. Rồi bây giờ mình sẽ đan hai mũi lên. Rồi tới đây là mũi vặn thần hai nè. Mũi vặn thần hai á thì hàng lẻ đây là hàng số 1. Mình sẽ tính là hàng số 1 nha. Thay vì hàng 15 thì lòng nói hàng 1 cho các bạn dễ hình dung. Tất cả nè, hàng 1, hàng 3, hàng 5, hàng 7, tức là hàng lẻ đó là các bạn sẽ đan giống nhau nha. Đây là cách để đan mũi vặn thần 2 nè. Các bạn dùng kim. Các bạn xỏ hết qua 2. Xỏ hết qua hai mũi nha. Rồi các bạn đan qua nhưng các bạn không có lấy ra nha. Rồi các bạn để kim vào một mũi như thế này, các bạn gạt sợi, rồi các bạn lấy qua hết, đây chính là hai mũi nè. Mình đã vặn thần xong hai mũi, đây chính là mũi kiểu hai ở hàng lẻ nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ đan hai mũi lên. 1 2. Rồi, bây giờ mình sẽ đan 9 mũi xuống. 9 mũi xuống để mình đan kiểu để mình tạo kiểu vặn thần đó các bạn, vặn thần 9 á. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi tiếp theo các bạn đang hai mũi lên. 2. Bây giờ mình sẽ tạo kiểu vặn thần 2 lại nha. Mình sẽ làm thật chậm để các bạn dễ nhìn nè. Các bạn xỏ kim qua hai sợi, hai hai mũi đan. Các bạn gạt sợi. Các bạn không lấy ra nha. Rồi mình dùng kim. Mình làm vào một mũi. Các bạn gạt sợi lên. Lấy qua một mũi, sau đó thả hết hai mũi này xuống. Rồi, hai mũi lên. Tiếp theo các bạn sẽ đan vặn thần hai tiếp nha. Xỏ kim qua hai mũi, lấy một sợi nè, một mũi, rồi xỏ kim tiếp vô mũi kế tiếp, gạt sợi, lấy ra. Vậy là mình đã xong vặn thần hai mũi. Tiếp theo hai mũi lên. Chín mũi xuống. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hai mũi lên. Rồi, mình vặn thần 2 nhé. Rồi, mũi còn lại là ngón cái nè.
Này, hai mũi ở đây chính là ngón cái của mình. Hàng số 2. Các bạn lưu ý nhé, hàng 2, 4, 6, 8, 10 là hàng chẵn là đang giống nhau. Cho nên Lộc sẽ hướng dẫn một hàng này thôi. Rồi hàng 4, hàng 6, hàng 8 các bạn sẽ tự đan nhé. Đang giống hệt hàng số 2. Đây, ở đây các bạn đan một mũi xuống. Đây là ngón cái đó các bạn. Rồi tiếp theo các bạn đan hai mũi lên. Rồi các bạn đan ngay chỗ vặn thừng hai nè, các bạn sẽ đan là hai mũi xuống. Rồi chỗ nào mũi lên thì các bạn đan mũi lên, hai mũi lên. Rồi chín mũi xuống. Hai mũi lên. Hai mũi xuống. Lộc nhắc lại một lần nữa, khi mà chúng ta hai mũi lên, khi mà chúng ta tạo kiểu vặn thừng á, vặn thừng 2 hay là vặn thừng 9 thì tất cả lúc vặn thừng chúng ta sẽ vặn thừng ở mặt hàng lẻ đó các bạn, là hàng 1. 1, 3, 5, 7 là khi các bạn đang cái kiểu vặn thừng 2. Còn cái kiểu vặn thừng 9 này nè thì mình sẽ đang 1, 2, 3, hàng thứ 4 mình vặn thừng một lần. Cứ 1, 2, 3, hàng thứ 4 mình sẽ vặn thừng một lần nha các bạn. Còn hàng chẵn đó là hàng 2, hàng 4, hàng 6, hàng 8 là các bạn đều đang giống như hàng số 2 Lộc đang hướng dẫn nè. Cứ chỗ nào mũi xuống thì các bạn đang mũi xuống, chỗ nào mũi lên thì các bạn đang mũi lên. Đây, chỗ vặn thừng 2 nè, các bạn đang hai mũi xuống. Hàng số 3 chúng ta sẽ tiến hành tăng mũi của ngón cái nha các bạn. Ở đây nè, hai mũi nè của ngón cái mình làm dấu nè. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tăng mũi. Đây các bạn đang một mũi nè, sau đó các bạn dứt bên hông, bên hông của ngón cái lên. Các bạn đang thêm một mũi nữa thì từ một mũi thành hai mũi nhé. Rồi các bạn sang kim qua, các bạn đang hai mũi lên. Rồi ở hàng số 3 các bạn sẽ đang mũi vặn thừng 2 nè, các bạn tạo kiểu. Lộc nhắc lại là hàng 3, hàng 5, hàng 7 tất cả ở số lẻ thì các bạn sẽ đang tạo kiểu vặn thừng 2. Còn hàng 4, 6, 8, 10 những cái hàng chẵn đó các bạn sẽ đang giống hàng 2 hết, Lộc sẽ không hướng dẫn nha. Đây là vặn thừng 2. Rồi, hai mũi lên. Rồi, các bạn đang chín mũi xuống. Đây là hàng số 3.
Và ngón cái các bạn cũng tăng một mũi nữa, tức mỗi lần các bạn sẽ tăng ngón cái là hai mũi tổng cộng đó, một mũi đầu hàng và một mũi cuối hàng. Từ hai mũi ban đầu của ngón cái bây giờ chúng ta đã thành bốn mũi rồi nhé các bạn. Bây giờ hàng số 4 thì ở vị trí ngón cái khi các bạn tăng mũi, các bạn tăng hàng lẻ luôn, hàng chẵn các bạn sẽ không tăng nha. Ở đây là 4 mũi thì các bạn đang 4 mũi ngón cái bình thường nè. Rồi, chỗ vị trí nào mũi lên thì các bạn đang mũi lên. Vị trí nào mũi xuống thì các bạn đang mũi xuống nha. Đây, chính là hàng số 4. Các bạn đang hết hàng nhé. Hàng số 5, các bạn tiếp tục tăng mũi ở ngón cái nhé. Đây, ở đây hai mũi nè, các bạn tăng mũi bằng cách các bạn dít xài bên hông nè, các bạn dít xài lên. Rồi, các bạn đang một mũi, từ hai mũi thành ba mũi. Đây chính là hàng số 5, ba mũi của ngón cái nè. Ở đây cuối hàng chúng ta sẽ tăng thêm một lần nữa ở đây, tức là từ hai mũi thành ba mũi, vậy là bốn mũi ban đầu sẽ tạo thành sáu mũi của ngón cái. Một lần tăng các bạn sẽ tăng hai mũi nha. Khi các bạn tăng mũi hay là các bạn tạo kiểu, các bạn đều tạo ở hàng lẻ, không có tạo hàng chẵn nha. Rồi, ở đây là mũi vặn thần hai nè. Lộc sẽ làm nhanh hơn, tại mấy hàng đầu Lộc làm chậm rồi nhé. Rồi bây giờ ở hàng số 5 chúng ta sẽ tiến hành vặn thần mũi kiểu. Vặn thần mũi kiểu như thế này. Đây, cách vặn thần là các bạn lấy 3 mũi, các bạn để xuống dưới, các bạn đang ba mũi ở trên trước, tiếp theo các bạn đang ba mũi ở dưới que. Ba mũi còn lại các bạn đang mũi xuống bình thường. Đây chính là tạo kiểu của chính cái mũi xuống đó nha các bạn. Rồi, hai mũi lên. Vặn thần hai. Hai mũi lên. Vặn thần hai. Hai mũi lên. Rồi, 9 mũi kiểu nè. Thì các bạn lấy ra 3 mũi đầu tiên. Bạn để xuống dưới. Các bạn đang 3 mũi kế tiếp. Các bạn đang 3 mũi ở dưới que ở dưới này.
Rồi, 3 mũi còn lại các bạn đang 3 mũi xuống bình thường. Hai mũi lên. Vòng thần 2. Rồi, đến phần ngón cái nè. Từ 2 mũi các bạn sẽ tăng thành 3 mũi. Bạn gạt sợi lên, bạn đang 1 2 3. Rồi. Hàng số 6. Các bạn chỗ nào mũi xuống thì các bạn đang xuống, chỗ nào mũi lên thì các bạn đang mũi lên nhé. Từ hàng 7 tới hàng 10 các bạn đang bình thường nhé. Tức là ngay chỗ vị trí ngón cái thì các bạn tăng mũi, ngay chỗ vị trí vận thần 2 thì các bạn đang vận thần 2 ở hàng lẻ. Và hàng chẵn thì các bạn chỗ nào mũi lên các bạn đang mũi lên, chỗ nào mũi xuống các bạn đang mũi xuống. Rồi, bây giờ đến hàng số 11. Các bạn đang ngón cái nè. Các bạn 1 2 3 4 5. Các bạn tăng mũi ngay ngón cái thành 6. Mũi lên, vận thần 2, hai mũi lên. Rồi, các bạn đang ngay chỗ 9 mũi vận thần tàu kiểu đó. Các bạn đang 3 mũi xuống. 3 mũi xuống nha. Rồi, tiếp theo 3 mũi ở giữa các bạn để lên trên, các bạn không đan, các bạn sẽ đan 3 mũi kế tiếp. Rồi, các bạn đan 3 mũi còn lại trong que, 3 mũi ở giữa đó. Rồi. Bạn tiếp tục đan 2 mũi lên, 2 mũi xuống. Rồi, đến 9 mũi kiểu các bạn cũng đang giống như bạn nãy nha. Tức là các bạn sẽ đang 3 mũi xuống nè. Xong 3 mũi ở giữa các bạn không đang. Các bạn đưa ra trước. Lấy 3 mũi đưa ra trước. Đang 3 mũi. Tiếp theo các bạn đang 3 mũi của trên que lấy ra phía trước. Rồi, các bạn tăng mũi ngón cái. Chưa, xin lỗi, đây là cái vòng thần 2 trước rồi chứ. Là các bộ bạn tăng mũi ngón cái.
Rồi, tiếp theo, các bạn đang hàng 12, 12, 13, 14, 15, 16. Các bạn sẽ tiếp tục tăng ngón cái nhé. Ở đây là hàng 11 nè, các bạn đang 12, 13, 14, 15, 16. Đến hàng 17, các bạn sẽ dừng để Lộc hướng dẫn các bạn vận thần tiếp ở ngay chỗ 9 mũi kiểu này nhé. Rồi, các bạn cứ tăng ngón cái và đang mũi vận thần bình thường nhé. Đến hàng số 17, mình sẽ lấy phần ngón cái ra, mình không có đan nữa nha các bạn. Đây, ở đây mình đã tăng được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi bên 8, thành ra ngón cái của mình đang là 16 mũi. Đây, các bạn đang 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mũi của ngón cái nè. Các bạn sang vào ở trong len, các bạn giữ lại. Đây, 8 mũi của ngón cái. Tiếp theo, các bạn đang phần 38 mũi của phần 4 ngón tay còn lại, phần bàn tay đó các bạn. Đây, hàng 17. Rồi, ngay chỗ vặn thừng nè. Các bạn lấy 3 mũi. Vặn thừng chỗ 9 mũi đó các bạn. Các bạn lấy 3 mũi, các bạn để ra phía sau. Các bạn đang 3 mũi ở giữa. 1, 2, 3. Rồi, các bạn đang 3 mũi ở dưới que. Tiếp tục đang 3 mũi còn lại, tổng cộng là 9 mũi kiểu. Rồi, ngay 9 mũi kiểu nè, các bạn cũng đang giống. Các bạn lấy ra 3 mũi. Các bạn đưa xuống dưới. Các bạn đang 3 mũi ở giữa. Rồi, đang 3 mũi phía dưới. Sau đó đang đến 3 mũi cuối. Mũi lên. 3 mũi xuống. 2 mũi xuống. Rồi, đến phần ngón cái. Các bạn xỏ 8 mũi của ngón cái. Không đang. Đây, tức là phần ngón cái của mình tổng cộng là 16 mũi ở đây nha các bạn. Các bạn cột riêng lại, mình sẽ đan xong. Bây giờ mình sẽ đan phần bàn tay tiếp theo. Tiếp theo các bạn đan phần bàn tay thôi. Mình sẽ đang là đang tiếp tục lên hàng 18.
ở chỗ phần vặn thần của chính mũi đó các bạn, chỗ vặn thần chính mũi nè, là mình cứ cách 5 hàng, hàng thứ 6 mình bắt đầu mình sẽ vặn thần đó. Đây là hàng 18 nè. Mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, hàng số 23 chúng ta sẽ tiếp tục tạo kiểu ngay chỗ cửa phần vận thần chính. Bây giờ các bạn đang hàng từ hàng 18 đến hàng 22, hàng 23 các bạn ngừng lại, Lộc sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo kiểu vận thần ở đây nha các bạn. Rồi các bạn đang 38 mũi của phần bàn tay nhé. Hàng 18 đến hàng 22, hàng 23 các bạn ngừng.